Đây các bạn ơi, ớt siêu cay chấm với xoài xanh nhá. Mời các bạn nhá. Chắc ngon lắm rồi. Ngon chưa? Ôi. Ăn luôn thôi. Đấy nha các bạn nhá. Chiến em xoài đây. Mời mọi người nhá. Ui giời. Ồ. Nhìn ngon thế. Sao nó không dính nhỉ? Đấy nha các bạn nhá, mời các bạn nhá. Ngon tuyệt vời các bạn ạ. To quá không vào hàm được. Cảm giác nha chú Hoàng. Tuyệt lắm anh ạ. Cay nhưng mà ngon các bạn ạ. Ăn chua thì phải ăn như này nó mới ngon. Phê chưa? Chua cay ngon tuyệt. Mình xin lỗi mấy bạn mà xem vào nửa đêm nhá. Chắc thấy cảnh người chảy hết nước miếng luôn. Mm.
quả to cắn khó các bạn. Em xoài này to ấy, không chấm được ấy. Tuyệt vời. À đây nhá mọi người nhá, có cái muống. Cái muống à? Không biết cái muống à. Cay cay quá. Cay quá bị lơ người. Cay không? Cay, ngon. Thấy em ăn ngon thế nhỉ? Anh cũng thử miếng à. Rồi, đấy nha các bạn nhá. Rồi. Ăn như này ngon thật. Vâng ạ. Ôi. Cay quá. Ừ, mà cho cay vào mới ngon. Mm.
rất tuyệt nhá. Ớt cay quá, tay cầm đau hết cả tay, cứ bị bỏng ấy. Biết cay nhưng mà vẫn thích các bạn ạ. Nước này nó chảy xuống tay, bị kiểu ngấm vào tay ấy. Xì ra khói rồi, xì ra khói rồi. Quả này to thế nhỉ, ăn mãi không hết. Chưa hết quả xoài mà.
Hũ ớt của mình nó vơi xuống nửa rồi đấy. Ngon quá mọi người. Tớ vừa hú hoàng. Mày sướng, ăn chua ngập mồm. Tớ vậy, tớ nhà ngủ. Tớ mơ hay ăn khoai. Sắp phun ra lửa rồi. Gì đó khói rồi. Cái quá chua, đúng là ớt siêu cay mà. Quả là
Ngon mọi người. Thôi các mọi người ạ, ớt của bọn mình đây ôi đầy mà bây giờ vây xuống nửa rồi. Đúng rồi, hôm nay ăn chùa rất là sướng rồi mọi người ạ. Sao ăn xong nó càng cay lên đấy nhỉ. Quá cay thôi nhá mọi người nhá. Video bọn mình cũng đến đây thôi. Hôm nay ăn chua rất là tuyệt vời rồi. Các bạn cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like cho bọn mình với nhá. Còn bây giờ mình xin phép đây. Chào tất cả các bạn nhá. Chào mọi người nhá.